Alright guys. Ok mấy bạn, hôm nay mình sẽ cho mấy bạn xem một cái cơ hội để kiếm tiền với lại YouTube mà không cần phải yêu cầu bất kỳ kỹ năng gì. Ok. Thì mình sẽ vô cái kênh nhạc này ha. Và kênh này kiếm khoảng 395 đô cho tới 6.000 một tháng. Mà nó không cần có bất kỳ một cái skill gì hết. Và ngày 4 tháng 9 năm 2024 nha mấy bạn. Rồi, cái kênh bạn này là mình có cơ hội mình gặp gỡ, và tí nữa mình chia sẻ cho mấy bạn ha. Rất là ok. Và có khoảng là 2 triệu. Thì RBM for Music Lofi Channel. Thì mình sẽ xem. Nó rơi tầm khoảng 0,5 cho tới 1 đồng rưỡi nha bạn. YouTube. Tại vì kênh nhạc rất là ít tiền, nhưng mà đối với mình thì cỡ này thì cũng khá là nhiều rồi, là nó cũng đủ rồi. Nó không có một cái RBM chính thức ha. Hôm bữa mình có xem cái bảng đó mà quên đâu mất tiêu rồi. Đây. Nó khoảng tầm, nếu như mà kênh này mấy bạn lấy cái này là mấy bạn nhân cho thấp nhất là 0,5 đi. Đó thì mấy bạn tính lên. Từ ngày 4 tháng 9 cho tới một một tháng trước thì kênh này mới khoảng có một tháng thôi. Thì kênh này kiếm khoảng đâu đó là khoảng cỡ 1.000 mấy mấy bạn. Rất là ok ha. Rồi. Thì mình sẽ qua kênh thứ hai cho mấy bạn xem. Thì kênh này là của một bạn, bạn này bạn không có show mặt. Bạn này mấy bạn xem. Nó cũng y như vậy thôi. Mấy bạn thấy hai kênh này giống nhau không? Có nghĩa là nó có liên kết và nó sẽ có đâu đó một cái mạng lưới của mấy bạn này. Nó kiểu như vậy ha. Mấy bạn kiếm từ từ cái việc livestream trên Spotify nữa nha mấy bạn, rất là ok luôn ha. Đó. Thì bạn kênh này sẽ kiếm đâu đó là khoảng là 1.900.000. 1.900.000 khoảng mấy trăm thôi, không mấy nhiều đâu. Nhưng mà đối với mình thì một cái kênh mà free mà không cần làm cái gì hết thì cái tiền này nó cũng khá là ok. Mấy bạn có thể nhân nó lên nhiều lần. 176 cho tới 2.800 không? Kênh này rất là ít ha. Như vậy thì đây là hai cái demo để cho mấy bạn xem. Thì mình sẽ bày cho mấy bạn. Rất là ok. Từ đầu tới cuối luôn nha. Rồi ok. Là hay chat mấy bạn bấm hay chat GPT. Rồi mấy bạn bấm vô cho mình. I need a name for YouTube music Lofi channel. Give me some idea to work. Mà bấm thì nó sẽ ra một lô luôn. Anh thấy không ạ? Nó ra một mớ luôn. Zen Trip Moon Hill, Sova cũng được, Moon Hill này. Khá ok ha. Mấy bạn không thích nữa, mấy bạn sẽ bấm thêm cho mình là Another One. Another One. Rất là tuyệt vời mấy bạn. Night Night Bloom mấy bạn thấy không? Cái từ Night Bloom nó cũng tự tự như là cái Loom Room này hết. Có mấy kênh nữa nhưng mà mình tìm không ra và mình cũng không có liên hệ được với mấy bạn đó. Và mấy bạn này cũng cũng còn nhỏ thôi, cũng chắc mười mấy tuổi thôi, không mấy nhiều. Rồi ok. Rồi sau đây là cái phần quan trọng là mình muốn chia sẻ với bạn và I need you. Cái này là mình không soạn trước cho nên là mình sẽ làm theo cái cương vị là mình sẽ làm một cái kênh. I need you create for me a tab of Lofi.
rất là nhiều các bạn, nó ra mấy cái dòng study lo-fi này kia kia nọ. Rồi mấy bạn cứ kệ nó nha, nó sẽ list ra và mình không cần phải biết nhiều cái này, mình sẽ list nó ở một cái cương vị là sẽ có một cái cương vị là gọi là sao ta, gọi là gắn random prompt vô mấy bạn, nó như vậy. Thì cái này mình cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà trong quá trình làm thì mình sẽ cho mấy bạn xem cái cách để mà làm như thế nào. Alright. Just list no explain. Rồi, ok, đây là cái phần chính rồi các bạn. Ok. Rồi, bây giờ á mấy bạn sẽ có 20 cái 20 cái tab, 20 cái sub tab, cái sub niche của cái dòng lo-fi này rồi ha. Rồi là I need you create for me 20 prompt for variation of each. Give me a list at number one. Rồi nó sẽ list cho mấy bạn. Nó tuyệt vời các bạn. Thấy không? Cứ một prompt nó tương ứng với lại một bài nhạc nha. Rồi ví dụ như mấy bạn làm xong xuôi rồi á, là mấy bạn sẽ có được cho mình đó, mấy bạn sẽ có cho mình là khoảng là 20 đó, kiểu như vậy. Rồi ví dụ như một một cái là bạn sẽ có 20 rồi ha, thì đúng là mình sẽ tính cho mấy bạn cứ một một thể loại. Đúng rồi, một thể loại, không có ghi tiếng Việt đi, một thể loại bằng 20 bài. Thì hiện tại là mình có 20 thể loại, 20 thể loại thì mình có 400 bài ha. Rồi kiểu như vậy. Thôi để đó tí nữa mình sẽ tính cho mấy bạn cái cách để mình làm một cái mixtape như thế nào. Rồi number 2 à, rất là đã mấy bạn đó. À, nó không có cái nào giống cái nào hết nha, rất là hay. Cozy cà phê nè, Cozy cà phê này. Mình sẽ check thử ở Cozy Study Room nè. Rồi, ok. Cái đây là một cái dạng gọi là mình không biết gì về nhạc cụ á. Nếu như mấy bạn biết về nhạc cụ thì bạn sẽ dùng những cái prompt nó sâu sắc hơn và nó sẽ đa dạng về thể loại trình diễn hơn. Thì cái đó thì mình sẽ, nếu như mấy bạn muốn tìm hiểu đi sâu thì mấy bạn có thể tìm hiểu thêm. Mấy bạn có thể comment ở dưới bình luận nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ list cho bạn. Hiện tại là mình có 400 bài ha, 400 bài. Rồi mình sẽ copy cái này. Mấy bạn sẽ bấm vào Suno ha. Mấy bạn bấm vào Suno. Đó là nó read ra. Rất là đã các bạn, nó chạy rất là nhiều kiểu. Thì cái này nó chỉ là demo thôi, thì mấy bạn xem nè. Rất là đã ha. Mà thường á mấy bạn đừng có để cho nó hát, mấy bạn để instrumental luôn, mấy bạn create luôn. Thì thông thường một bài nó sẽ rơi là tầm khoảng 2
2 phút rưỡi cho tới khoảng 3 phút mười mấy giây á. Hôm kia là mình có check thì nó sẽ rơi vào tầm đấy ha, rất là nhiều. Và bạn thấy, như mấy bạn thấy á, là nó khá là ổn cho với cái việc mà mấy bạn sẽ mix nó lại, không phải là cắt nối nó lại ha. Thì tí nữa đợi nó chạy xong mình sẽ cho mấy bạn xem những cái ví dụ để mấy bạn dễ hình dung hơn. Rất là nhiều. Rồi. Rồi bây giờ mình trong cái quá trình đợi á, thì mình sẽ cho mấy bạn xem ví dụ như I need you. I need you. Give me some idea for Luffy. Brom must have somebody for Luffy creating Brom. Brom must have symbol variation. Professional. Thì như vậy thì bạn sử dụng những cái prompt này nó sẽ ra đa dạng hơn. Đó như vậy. Music này, mấy bạn để nè, như shop ra nè. Đó không, coffee along reading này kia nọ rất là nhiều. Đó. Rồi, bây giờ mấy bạn thấy nè, 2 phút 39. Này này, có bài này 3 phút 11 nè. Đó. Thấy không? 3 phút 1, 2 phút 4. Mà trung bình nó là như vậy ha mấy bạn ha. Rồi cái bản này là bản instrumental. Ok mấy bạn ha. Rồi bây giờ sẽ quay lại với cái vấn đề như thế này. Ví dụ như là một video bằng, anh sẽ vô trong này cho mình, một video khoảng là một phút ha, các bạn thấy không, họ chỉ là một phút thôi, một phút không có hơn, tại vì làm để nghe tối đa là cái thời lượng nghe là như đó là okay, mình thấy là nó ổn rồi. Đó rồi, một video bằng 60 phút, 1 giờ 60 phút qua. Cái là như qua đây là 60 phút. Rồi. Thì nó sẽ tương ứng với lại ở bên này là cho một bài là 2 phút rưỡi đi ha, cho một bài là 2 phút rưỡi đi. Thì mình sẽ để coi 2 phút rưỡi thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 30 bài đi ha, 30 bài ha. Rồi ok. 30 bài ha. Rồi chúng ta sẽ có được là khoảng là Concurator. Đấy là 400 chia cho 30 ha. 30 bằng 13 video. Đó, cho 12 đi, cho 12 cho nó nhiều, có thể là xê dịch một chút xíu cũng được. Thì cái này bằng khoảng là 12 video. Rồi quay ngược lại với những cái kênh của họ, như các bạn sẽ thấy là nó chỉ có 13 video các bạn, nó chỉ có 13 video thôi. Không có nhiều. Đó. Vì như vậy. Đó thì mấy bạn sẽ upload nó lên lùm rùm ha. Kênh này khá là ok. 2 triệu. Kênh này cũng được. Kênh này 14 video, chắc là một cặp quá. Mình nghĩ là như vậy. Mình cũng không hiểu. Ok. Rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại ha. Rồi mấy bạn khi mà mấy bạn sẽ dùng cái này, mấy bạn download về ha.
Rồi, chúng ta sẽ qua lại mà mình sẽ cho mấy bạn xem một tí xíu là và cái kênh. Thì những cái này mấy bạn có thể download ở trên mạng này, mấy cái hình này nè. Mấy cái hình này nó nhiều lắm, mà ở trên stock này kia kia nọ nó tùm lum hết, mấy bạn có thể lên tham khảo. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần cuối là phần surprise để xem là cái cơ hội dành cho mấy bạn như thế nào. Rồi mấy bạn nhìn ở chỗ đây. Khoảng 500 son mấy bạn. 500 son, 500 son như là mới nãy mình tính. 500 son chia cho 30 thì mấy bạn sẽ có tầm khoảng là 16 video kiểu như vậy đó. Thì một tháng ra được 16 video cũng khá là ok. 20 đô cho 2 tháng cũng khá là ok. Ví dụ bạn up lên thì cái tiền mà tích lũy nó càng ngày nó càng nhiều, và mấy bạn sẽ tạo được một cái kênh y như thế này các bạn ha. Đó, ok. Ok mấy bạn thì đây mấy bạn thấy không, bắt đầu nó rank nè. Khá là nhiều. Còn cái phần SEO nữa, SEO thì mấy bạn có thể nghiên cứu thêm về từ khóa ha. Thì cơ bản đây là một cái video về cái sơ bộ ở một cái phương thức gọi là bình diện nhất để có thể. Và nhiều khi là mấy bạn có thể upload ở một thời gian có thể là 3-4 tháng sau, hoặc có thể là may mắn mấy bạn rank được cái keyword đó, mấy bạn lên cầm khoảng là một tuần để index bên YouTube, mấy bạn lên. Tại vì video dài nó cần rất là nhiều cái lượt tương tác để nó ăn đề xuất nha. Đó, kiểu như vậy. Ok các bạn, chúc mấy bạn một ngày tốt lành nha.